Hậu Lý Nam Đế, Lý Phật Tử. Vua họ Lý, tên Húy là Phật Tử, là tướng người họ của Tiền Lý Nam Đế, đuổi Triệu Việt Vương, nối vị hiệu của Nam Đế, đóng đô ở thành Ô Diên, sau đời đến Phong Châu. Tần Mão, năm thứ nhất, Trần Đại Kiến I, năm thứ ba. Vua phụ lời thề, đem quân đánh Triệu Việt Vương. Lúc đầu, Triệu Việt Vương chưa hiểu ý vua, thẳng thốt đốc quân, đội mũ đầu màu đứng chờ. Quân của vua cũng tiến đến, Triệu Việt Vương tự biết yếu thế nên không chống được, bèn đem con cái chạy về phía nam, muốn tìm nơi đất hiểm để ẩn náu tung tích. Nhưng đến đâu cũng bị quân của vua đuổi theo sau gót. Việt Vương cưỡi ngựa chạy đến biển Đại Nha, bị nước chắn, than rằng, ta hết đường rồi, bèn nhảy xuống biển. Vua đuổi theo đến nơi, thấy mênh mông không biết, Việt Vương đi đằng nào, bèn trở lại. Họ Triệu mất nước, người sau cho là linh dị, lập đền thờ ở cửa biển Đại Nha. Đại Nha nay là Đại An.